Clip được quay cho khách ở xa ở Nha Trang. Có tên Facebook là tên thật là Nhân. Bụng rất béo, không có dấu hiệu của suy dinh dưỡng, chân tay không tập tễnh, rất khỏe và đang có dấu hiệu lột xác trên người bạc, lột xong sẽ đỏ xấp xỉ bằng con này.